Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay con mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5, trang 22 đến trang 25, tuần 20, bài 4, Rừng Xuân. Khởi động, cùng bạn hỏi đáp về màu sắc của các sự vật trong tự nhiên, bầu trời, biển cả. Như vậy, các em cùng các bạn hỏi đáp về các màu sắc có trong tự nhiên. Ví dụ như bầu trời có màu gì? Bầu trời có màu xanh da trời. Biển cả có màu gì? Biển cả có màu xanh biển. Cây cối có màu gì? Cây cối có màu xanh lá cây. Tiếp theo, khám phá và luyện tập đọc Rừng Xuân. Rừng hôm nay như một ngày hội của màu xanh với nhiều sắc độ đậm nhạt dày mỏng khác nhau. Những mầm cây bụ bẫm còn đang ở màu nâu hồng chưa có đủ chất diệp lục để chuyển sang màu xanh. Những lá cời non mới thoáng một chút xanh vừa ra khỏi màu nâu vàng. Những lá xưa mỏng tan và xanh rờn như một thứ lụa xanh màu ngọc thạch với những chùm hoa li ti và trắng như những hạt mơ bay. Những chiếc lá ngõa non to như cái quạt lọc ánh sáng xanh mờ mờ. Tất cả những sắc xanh non tơ ấy in trên nền xanh sẫm đậm đặc của những tán lá già, của những cây quéo, cây vải, cây dâu da, cây đa, cây chùm bao. Giữa những đám lá sồi xanh, có những đốm lá già còn rớt lại đỏ như những viên hồng ngọc. Lác đác trên nhiều cành, còn có những chiếc lá già đốm vàng, đốm đỏ, đốm tím. Và kìa, ở tận cuối xa, những chùm hoa lại vàng lên chói chang như những ngọn lửa thắp sáng cả một vùng. Nắng đậm dần lên chiếu qua các tầng lá đủ màu sắc rọi xuống tạo ra một vùng ánh sáng mờ tỏ chỗ lam, chỗ hồng, có chỗ nắng chiếu vào những hạt sương tóe lên những tia ngũ sắc ngời ngời như ta nhìn qua những ống kính vạn hoa. Trong bầu ánh sáng huyền ảo ấy, hôm nay diễn ra buổi hội của một số loài chim, theo Ngô Quân Miền. Như vậy, các em vừa theo dõi bài đọc. Tiếp theo, các em sẽ trả lời câu hỏi. Một, mỗi loại lá cây đã đóng góp gì cho ngày hội của màu xanh? Lá cời non, lá xưa, lá ngõa, lá cây quéo, cây vải, cây dâu da, cây đa, cây chùm bao. Như vậy, những mỗi loại lá cây đã góp cho ngày hội của màu xanh đó là những lá cời non mới thoáng một chút xanh vừa ra khỏi màu nâu vàng, những lá xưa mỏng tan và xanh rờn như một thứ lụa màu xanh ngọc thạch với những chùm hoa li ti và trắng như những hạt mơ bay, những chiếc lá ngõa non như cái quạt lọc ánh sáng xanh mờ mờ, nền xanh sẫm đậm đặc của những tán lá già, của những cây quéo, cây vải, cây dâu da, cây đa, cây chùm bao. Tiếp theo, số 2 nhỏ, ngoài màu xanh, rừng xuân còn được miêu tả với những màu sắc nào? Thì ngoài màu xanh, rừng xuân còn được miêu tả với các tầng lá đủ màu sắc rọi xuống tạo ra một vùng ánh sáng mờ tỏ, chỗ lam, chỗ hồng, có chỗ nắng chiếu vào những hạt sương, tóe lên những tia ngũ sắc ngời ngời như ta nhìn qua những ống kính vạn hoa. Tiếp theo, câu 3, lá xưa và lá ngõa được so sánh với sự vật nào? Các so sánh ấy có gì thú vị? Thì lá xưa, những lá xưa mỏng tan và xanh rờn như một thứ lụa màu xanh ngọc thạch với những chùm hoa li ti và trắng như những hạt mưa bay. Còn những chiếc lá ngõa thì to như cái quạt lọc ánh sáng xanh mờ mờ. Thì cách so sánh ấy khiến lá xưa và lá ngõa trở nên sinh động, gần gũi, gợi hình, gợi cảm hơn. Câu 4, vì sao nắng chiếu qua các tầng lá lại tạo nên bầu ánh sáng huyền ảo?
Nắng chiếu qua các tầng lá lại tạo nên bầu ánh sáng huyền ảo vậy. Nắng đậm dần lên chiếu qua các tầng lá đủ màu sắc rọi xuống tạo ra một vùng ánh sáng mờ tỏ, chỗ lam, chỗ hồng, có chỗ nắng chiếu vào những hạt sương tóe lên những tia ngũ sắc ngời ngời như ta nhìn qua những cái ống kính vạn hoa. Câu 5 nêu cảm nghĩ của em về rừng xuân được tả trong bài. Thì rừng xuân được tả trong bài rất lung linh, huyền ảo với nhiều màu sắc khác nhau, cảnh vật như một ngày hội của màu sắc. Tiếp theo luyện từ và câu luyện tập về cách nói các vế trong câu ghép. Một nhỏ sử dụng dấu câu hoặc là chọn kết từ phù hợp trong khung để ghép mỗi cặp câu đơn sao thành một câu ghép. Chúng ta có các cái kết từ hoặc, còn và nên nhưng. A. Chị Mai nấu cơm kho cá, tôi nhặt rau và quét nhà. B. Sáng nay em đến trường, em sẽ đến thư viện để đọc sách. C. Mùa xuân đang về, các loài hoa đua nhau khoe sắc trong vườn trường. D. Luống này là hồng nhung đỏ thắm, luống kia là thược dược rực rỡ. Như vậy ở câu 1 các em sẽ sử dụng dấu câu hoặc là chọn kết từ ở trong khung để chúng ta ghép mỗi câu đơn sau đây thành một câu ghép. Như vậy ở câu A, chị Mai nấu cơm kho cá chấm phẩy, tôi nhặt rau và quét nhà, thì hai vế câu này được nối với nhau bằng dấu chấm phẩy. Câu B, sáng nay em đến trường và em sẽ đến thư viện để đọc sách. Như vậy ở đây chúng ta chọn kết từ và. C, mùa xuân đang về nên các loài hoa đua nhau khoe sắc trong vườn, chúng ta chọn từ kết từ nên. Câu D, luống này là hồng nhung đỏ thắm, còn luống kia là thược dược rực rỡ. Câu D, các em chọn kết từ còn. Số 2, nhỏ thay ô hoa trong mỗi trường hợp sao thành bằng một kết từ và vế câu phù hợp để tạo thành câu ghép. Như vậy chúng ta sẽ thay ô hoa này bằng một kết từ và một cái vế câu phù hợp. B. A. Đường vào bản rất xa. B. Những cây xoan đã lắm tấm nụ. C. Hội đua thuyền tổ chức vào thứ bảy. D. Tôi thích những món đồ chơi kết từ lá dừa. Như vậy ở câu A chúng ta sẽ thay ô hoa trong mỗi trường hợp. A. Đường vào bản rất xa nên tôi đi xe máy. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thay cái ô hoa này bằng kết từ nên và thêm với câu để tạo thành câu ghép là tôi đi xe máy. Tiếp theo câu B, những cây xoan đã lắm tấm nụ và cây còn mọc chi chít lặt non. Như vậy chúng ta thay bằng kết từ và ở ô hoa. Rồi thêm vế câu. C, hội đua thuyền tổ chức vào thứ bảy nên tôi sẽ tham gia. Kết từ nên. Câu D, tôi thích những món đồ chơi kết từ lá dừa và tôi thường tự làm chúng. Như vậy ở đây chúng ta chọn kết từ và, thay kết từ và thêm vế câu. Tiếp theo câu 3, viết 3 đến 4 câu về một loài vật em thích, trong đó có ít nhất một câu ghép chỉ ra cách nói các vế câu đã sử dụng. Ví dụ như Miu là một chú mèo tinh ranh, vì chú có bộ móng vuốt sắc nhọn nên chú luôn rình bọn chuột phá vách, làm chúng không còn chạy vào đâu được. Chú bắt chuột thì giỏi vậy, nhưng khi ngủ thì cũng chẳng ai bằng. Cứ khi nào chán nản là chú lại nằm phơi nắng rồi lăn ra ngủ, lúc đó trông chú rõ là yêu. Như vậy ở trong đoạn văn chúng ta sẽ sử dụng cặp cái từ vì nên. Tiếp theo viết đoạn văn mở bài cho bài văn tả người.
Một nhỏ, các em đọc các đoạn mở bài của mỗi đề bài sau. A. Đề bài viết bài văn tả một người thân trong gia đình em. Một, trong nhà bà nội là người gần gũi với chị em tôi hơn cả, Hoài Vũ. Hai, năm nay cây ổi vườn nhà trổ hoa sớm, nhìn những chùm hoa trắng muốt. Kem này, kem dày, mỏi, đầu cành, em lại mong chóng đến hè để được gặp ông nội, người đã trồng cây ổi này để ghi dấu ngày em chào đời. Theo Nam Nguyên. B. Đề bài viết bài văn tả một thầy giáo hoặc cô giáo mà em quý mến. Một, cô giáo em, người xinh xinh, cô hay cười, mắt cô long lanh. Mỗi khi nghe giai điệu bài hát cô giáo em của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, em lại nhớ tới cô Thư. Cô giáo dạy em năm lớp 1, nụ cười tươi tắn và sự ân cần của cô đã đem đến cảm giác ấm áp, thân thương cho chúng em những ngày đầu tới lớp. Theo Ngân Thương. Hai năm học này, lớp 5A của em được thầy Trung chủ nhiệm. Ngay từ lần gặp đầu tiên, chúng em đã rất ấn tượng với giọng nói trầm ấm và khiếu hài hước của thầy. Theo Phan Thu Trang. Như vậy ở câu 1 chúng ta sẽ đọc các đoạn mở bài cho hai đề A và B. Câu 2 là chúng ta sẽ sắp xếp các đoạn mở bài ở bài tập 1 vào hai nhóm. Mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp. Thì mở bài trực tiếp là gì? Mở bài trực tiếp là chúng ta sẽ giới thiệu chung về người chọn tả, tên, mối quan hệ, ấn tượng đặc biệt. Còn mở bài gián tiếp thì chúng ta sử dụng một trong các cách dưới đây để dẫn vào giới thiệu người chọn tả. Liệt kê một số người, rồi giới thiệu người chọn tả, rồi giới thiệu người vật việc gợi nhớ đến người chọn tả, hoặc là giới thiệu bài thơ, bài hát có nhắc đến người chọn tả. Như vậy chúng ta sẽ xếp các đoạn mở bài ở bài tập 1. Thì mở bài trực tiếp đề 1 đó là đoạn 1. Còn đề 2, đề B, mở bài trực tiếp đó là đoạn 2. Còn mở bài gián tiếp ở đề A đó là đoạn 2 và ở đề B đó là đoạn 1. Tiếp theo số 3 nhỏ, viết đoạn mở bài cho bài văn tả một người thân trong gia đình em theo một trong hai cách. A. Mở bài trực tiếp, người chọn tả ấn tượng nổi bật. B. Mở bài gián tiếp, người vật việc có liên quan, rồi đến người chọn tả. Ví dụ trong ca dao tục ngữ, mẹ, tình mẹ thường được ví với dòng nước mát lành từ trong nguồn chảy ra. Dòng nước ấy luôn đầy ấm áp, không bao giờ vơi đi, nuôi lớn bao sinh mệnh hai bên bờ. Mẹ cũng vậy, mẹ đưa em đến với thế giới này, yêu thương em, nuôi dạy em, bao dung và chở che em vô điều kiện. Mẹ của em tuyệt vời như thế đó. Như vậy ở đây chúng ta thấy đoạn mở bài dưới đây. Tả một người thân trong gia đình, đó là mẹ, theo cách mở bài gián tiếp là chúng ta sẽ nói người vật việc có liên quan rồi giới thiệu người chọn tả. Cuối cùng vận dụng, chúng ta ghi lại 3 đến 5 từ ngữ dùng để miêu tả lá cây trong bài đọc Rừng Xuân mà em thích dựa vào gợi ý, từ nghĩa của từ, lý do mà em thích. Ví dụ như từ xanh sẫm, xanh mờ mờ, xanh rờn. Nghĩa của từ miêu tả mức độ của màu xanh, lý do em thích vì màu xanh. Với nhiều cái sắc độ, khi miêu tả cây cối sẽ giúp cho cây trở nên có sắc độ tầng lớp hơn, tả được kỹ hơn từng loại cây, giúp người đọc dễ hình dung. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Sau khi xem xong, các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem.
Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.